Xin chào, ta là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề dược liệu, hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề uống nước quả sung khô làm dịu trào ngược dạ dày. Nếu cho bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính muốn chia sẻ đến bạn và hy vọng với những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Và lưu ý rằng những kiến thức trong video ngày hôm nay là Trang chỉ chia sẻ về vấn đề là uống nước quả sung khô hỗ trợ về trào ngược dạ dày thôi các bạn nhé. Còn nếu các bạn muốn xem tổng thể thì hãy vào YouTube Trang và xem lại những cái video nói về nước quả sung khô. Và bây giờ chúng ta sẽ bước ngay vào phần đầu tiên. Tại sao quả sung khô làm dịu trào ngược dạ dày? Thì quả sung khô có một cái tính kiềm, nó có thể giúp cho bạn cân bằng cái độ pH, làm dịu lại cái tình trạng trong dạ dày của các bạn và nó sẽ làm dịu đi cái chứng trào ngược dạ dày. Thì ngoài ra quả sung khô còn chứa rất nhiều những cái chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp tăng cường chức năng ruột và ngăn ngừa táo bón. Thì quả sung khô có chứa các chất kiềm như là canxi, magie, kali, natri. Thì các chất này có khả năng là nó sẽ làm giảm nồng độ axit trong dạ dày, do đó có thể làm giảm đi những cái triệu chứng trào ngược dạ dày. Thì lưu lượng và cách sử dụng nước quả sung khô để hỗ trợ trào ngược dạ dày nó còn phụ thuộc vào từng cơ thể của mỗi người nữa các bạn ha. Thì ở đây thì Trang chỉ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng dùng chung thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, lưu lượng và cách dùng quả sung khô mỗi ngày. Thì lưu lượng và cách dùng nước quả sung khô mỗi ngày nó có thể thay đổi tùy thuộc vào cơ thể cũng như là tình trạng sức khỏe của mỗi người, thì nó sẽ có cái nhu cầu sử dụng khác nhau, nhưng ở đây Trang sẽ hướng dẫn cách chung nhất để cho mọi người dễ sử dụng. Thì thông thường thì khuyên bạn nên sử dụng từ 30 đến 45 gram sung khô. Bạn nấu với 500ml nước hoặc là 1 lít nước, bạn đun sôi lên. Sau đó bạn tắt bếp, bạn đậy nắp lại, bạn hãm thêm khoảng từ 30 phút đến 1 giờ thì bạn có thể chắc lấy nước uống. Uống vào lúc nào đây? Chúng ta sẽ uống sau bữa ăn 30 phút vậy nhé. Thì lượng nước sử dụng tùy thuộc vào khẩu vị của mọi người. Tuy nhiên, nếu như bạn uống quá ít thì quả sung không đủ những cái dược chất để ngấm vào cơ thể, nó sẽ xảy ra những cái tình trạng khó tiêu, cho nên là cái liều lượng mà Trang đã nêu thì các bạn tuân thủ, chúng ta nấu như vậy, chúng ta uống thì nó sẽ tốt hơn, đừng có pha loãng đi uống thay nước hay là nấu quá đặc lại các bạn nhé. Vì vậy, uống nước quả sung khô, đối với những người bình thường thì một tuần á, bạn uống từ 1 đến 2 lần thôi thì nó sẽ làm dịu đi cái tình trạng trào ngược dạ dày và tăng cường chức năng tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu như bạn gặp những cái vấn đề về đau bụng, khó tiêu, nôn mửa hay là bạn phát ban khi sử dụng nước quả sung khô thì phải ngưng ngay bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ ba, những lưu ý khi bạn sử dụng nước quả sung phơi khô. Thì nước quả sung phơi khô dường như khá lành tính đối với tất cả mọi người khi sử dụng, nhưng Trang cũng có một vài những cái lưu ý mong rằng các bạn sử dụng đúng để tốt nhất cho sức khỏe của mình. Thì những người mà có gặp phải những cái vấn đề như là bạn có tiền sử dị ứng đối với nước quả sung, hay là bạn dị ứng với nhựa mũi cao su, hoặc là bạn dị ứng với những cái thực phẩm trong cái họ nhà đậu như là đậu phộng, đậu nành, hạt cải vân vân, thì bạn khi sử dụng nước quả sung thì bạn cũng cần nên thận trọng, bởi vì bạn cũng có thể dị ứng chéo với cái nước quả sung phơi khô này. Thì bên cạnh đó, những người nên thận trọng, ở đây là nên thận trọng trước khi sử dụng các bạn ha, đó chính là những người bị viêm về đường dạ dày như là viêm loét dạ dày, viêm thực quản nè, hoặc là bạn gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe khác ảnh hưởng đến đường tiêu hóa thì bạn thận trọng khi sử dụng.
nước quả sung khô bởi vì nó làm tăng cái axit trong dạ dày của các bạn, có thể gây nên những cái chứng khó tiêu. Ngoài ra thì phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ cho con bú thì bạn cũng cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để tốt nhất cho sức khỏe của mình. Thì Trang luôn khuyên mọi người tham khảo ý kiến của bác sĩ. Các bạn nói rằng bác sĩ không hướng dẫn cho bạn thì bạn muốn được bác sĩ hướng dẫn thì bạn phải bỏ ra một cái phí dịch vụ để bác sĩ tư vấn cho bạn. Và bác sĩ đây là những cái người bác sĩ dành riêng cho bạn, những bác sĩ về gia đình đó các bạn ha. Thì những người đang sử dụng những loại thuốc chống đông máu thì tuyệt đối không nên sử dụng quả sung khô. Thì đó là những kiến thức xoay quanh về vấn đề là sử dụng nước quả sung phơi khô như thế nào là tốt nhất, đặc biệt là cho những người gặp vấn đề về trào ngược dạ dày thực quản và các bạn muốn bổ sung nước quả sung để tốt nhất cho sức khỏe của mình. Thì hy vọng có những kiến thức cho hôm nay đã giúp ích cho các bạn rất nhiều. Và nhớ rằng là Trang đã nói rất rõ về cách dùng. Có nghĩa là mỗi lần dùng như vậy đó thì bạn sẽ chuẩn bị là từ 30 đến 45 gram sung phơi khô. Sung ở đây là cái quả sung còn tươi, còn xanh, bạn đem bạn sắc, bạn phơi khô chứ bạn nha, chứ không phải là sung chín đem phơi khô. Mỗi lần dùng là từ 30 đến 45 gram. Bạn nấu cùng với 500ml nước hoặc là 1 lít nước. Sau đó thì chúng ta sẽ hãm thêm khoảng là 30 phút đến 1 giờ. Rồi chúng ta sẽ lấy cái nước đó để chúng ta uống. Và uống sau bữa ăn 30 phút. Và các bạn cần lưu ý những kiến thức mà Trang chia sẻ để các bạn thực hiện đúng, an toàn và tốt nhất cho sức khỏe của mình. Và việc bạn sử dụng bất kỳ các loại thuốc nào khác mà bạn muốn sử dụng thêm nước quả sung phơi khô thì vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị đang trực tiếp điều trị cho bạn đó, để tránh những cái tương tác, những cái tác dụng phụ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe để tốt nhất cho mình. Và nếu như bạn thấy có ích thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.